Kính chào anh chị. Hôm nay, kế toán Việt Hưng hướng dẫn anh chị cách truy cập vào giáo trình để tham gia khóa học thực hành kế toán. Kế toán Việt Hưng cấp tài khoản gửi về cho anh chị. Sau khi anh chị đã đăng ký học, anh chị vui lòng truy cập kế toán Việt Hưng.com, chọn đăng nhập đăng ký. Lúc này anh chị điền đầy đủ tên đăng nhập và mật khẩu mà anh chị đã được kế toán Việt Hưng gửi đến. Sau đó click vào đăng nhập. Anh chị thấy được khóa học của tôi. Đây chính là các khóa học mà anh chị đăng ký tại Kế toán Việt Hưng và được Kế toán Việt Hưng cấp quyền truy cập vào giáo trình. Để xem chi tiết khóa học, anh chị click vào khóa học anh chị cần xem. Bên trong khóa học có các phần như học viên checklist nội dung đã học. Anh chị vào checklist để click vào nội dung anh chị đã hoàn thành. Lớp học Zoom dành cho anh chị học nhóm cùng giáo viên, một nhóm thì có ít nhất 5 học viên. Mục hướng dẫn chung hướng dẫn các anh chị cách tải và cài đặt phần mềm cũng như là tải về các bộ chứng từ tham khảo như là hợp đồng hay là quy chế. Phần đầu kỳ là phần mà anh chị bắt đầu hạch toán lên phần mềm kế toán. Để hạch toán được lên phần mềm kế toán MISA, anh chị cần tạo dữ liệu kế toán ban đầu bằng cách anh chị truy cập vào phần 2, xem tài liệu. Tại trang thông tin công ty hoặc thông tin doanh nghiệp, anh chị chọn vào tạo dữ liệu kế toán để nghe video hướng dẫn sau khi tạo dữ liệu kế toán ban đầu xong, anh chị quay sang phần add bản quyền tại phần hướng dẫn chung. Anh chị click vào hai hướng dẫn cài đặt phần mềm MISA. Kéo xuống bên dưới có video hướng dẫn add bản quyền MISA. Anh chị click vào để xem. Tại đây, kế toán Việt Hưng có để tên đăng nhập và mật khẩu truy cập vào bản quyền. Sau khi thực hiện add bản quyền xong, anh chị bắt đầu thực hiện hạch toán lên MISA từ trang danh mục phòng ban nhân viên. Anh chị lưu ý, trang nào có list video, anh chị sẽ tích vào từng dòng trong list video để nghe video hướng dẫn. Để đóng video, anh chị nhấn vào dấu X màu đỏ. Muốn zoom màn hình video để được to hơn, anh chị nhấn vào full screen ở góc dưới bên phải của màn hình video. Để thoát chế độ khỏi màn hình, anh chị nhấn vào phím ESC trên bàn phím và đóng video lại. Để chuyển trang sang các trang khác anh chị nhìn vào phần trình đơn, tích vào trang anh chị cần xem. Để chuyển sang phần khác, anh chị chọn tích chuột vào tên khóa học và lựa chọn phần để anh chị xem tiếp. Anh chị nghe video lần lượt hạch toán chứng từ theo từng phần. Kéo xuống bên dưới khóa học, anh chị thấy được mục kinh nghiệm thực tế. Tại mục này chính là các cái video hướng dẫn xử lý một số tình huống đặc thù phát sinh tại doanh nghiệp. Và phần mở rộng hướng dẫn anh chị xử lý các vấn đề về phần mềm thường gặp. Ngoài ra thì còn có các sơ đồ quy trình luân chuyển chứng từ để anh chị hiểu rõ hơn về quy trình kế toán và cách sắp xếp hóa đơn chứng từ một cách khoa học. Sau khi thực hành xong, lên được báo cáo tài chính, báo cáo thuế, anh chị test lại xem sao khóa học, anh chị nhận lại được kết quả như thế nào thông qua các bài tập trắc nghiệm. Phần hỗ trợ giúp anh chị đặt ra các câu hỏi và phần hỏi đáp để các giáo viên có kinh nghiệm bên Kế toán Việt Hưng trả lời ngay cho các anh chị. Tại mục tin tức mới, cập nhật các thông tư nghị định mới liên quan đến các lĩnh vực anh chị đang làm một cách kịp thời, giúp cho các anh chị nắm bắt và xử lý nhanh các vấn đề. Sau khi hoàn thành khóa học, anh chị nói lên những cảm nhận và suy nghĩ của mình tại phần thêm bình luận ở bên dưới cùng. Kế toán Việt Hưng ghi nhận những đóng góp của anh chị để hoàn thiện hơn, giúp khóa học anh chị trở nên chuyên nghiệp đầy đủ và chuyên sâu. Trên đây là những bước kế toán Việt Hưng hướng dẫn anh chị cách truy cập vào giáo trình để tham gia khóa học. Hy vọng khóa học sẽ mang lại cho anh chị nhiều kiến thức giúp cho anh chị xử lý công việc nhanh chóng, thuận lợi và đạt kết quả cao. Chúc cho các anh chị thành công.